Anh Công xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại là hôm nay là cũng trong buổi tối hôm qua và đây trong buổi sáng hôm nay là nó cũng mưa to quá mọi người. Thì là trong buổi sáng hôm nay là mưa vừa mới tạnh thì lúc 12 giờ. Và lúc 11 giờ 12 giờ mưa vừa mới tạnh thì bây giờ là có nắng rồi, thì bây giờ là tiếp tục vào để cho ô tô với lại cho máy xúc đi trên kia mà đi xúc bột đá để trở về đổ đường mọi người. Hiện tại nó cho ô tô đây. Đấy, cho ô tô đây trước xong là có quấy thú nó cũng đi sau, xong là đi xúc bột cho ô tô chở. Vì là trong buổi sáng hôm nay là nó cũng mưa to quá thì mất một buổi sáng thì mọi người sẽ thông cảm. Vì là bây giờ là cũng hơn 1 giờ tí rồi thì bây giờ là nó nắng rồi thì tiếp tục cho hai cái máy xúc với lại ô tô lên trên kia. Và trên kia thì cũng anh Nu thì là cũng đã cho mọi người mà nhiệt đá ở trên kia nữa. Thì này, hiện tại là cũng cho máy lên hoạt động thôi mọi người. Đấy, chất rộng nhất thoải mái đi được. Vì là hôm qua vừa mới đổ bê tông xong thì là máy đang xuống hết ở dưới này rồi. Thì là sáng nay nó mưa to quá thì dừng lại, hiện tại thì mới bắt đầu đen. Ủa sao tổ kinh chả lá chưa tổ gì đó, tổ tổ đó ca giờ hậu ô tô thì đi nhanh, ô tô lên đến tận trên kiện của máy xúc thì đi chân chợ, nhưng mình có người đi bộ thôi thì cứ từ từ đi lên của ta bà 15 phút là đến trên kia, cứ đến 15 phút 10 phút nó gần mà. Ô tô là đến một nửa đường, máy xúc vừa mới khoảng tầm là 40 mét. Mọi người ạ, hiện tại thì mình đang có mạng trên bay đá. Hiện giờ thì là cũng có bang lử với lại rông à đấy của với lại cả cái nữa đang ra sau, thì là có hai bà vợ này cũng ra trước, thì xong là cho anh em đang nhiệt ở chỗ này, xong là bây giờ nó gập hết đá nữa thì là chắc là phải may hôm nay chở nó có gì thì may, hay là ngày kia thì cũng phải đi đục đá mà để có đá mà nhiệt nữa. Thì hiện nay thì hôm nay thì bột đá thì rất là nhiều, nhưng mà càng nhiệt được bao nhiêu thì càng lại chở đi nữa thì cũng bột bớt đi rất là nhiều. Thế thì cũng được, hôm qua một ngày anh Công cũng không lên trên này xem thì nó cũng bột đáng thì cũng có, nhưng mà đáng thì cũng gặp hết. Tí nữa máy xúc lên thì bảo anh Sinh sẽ cào mà thu để gồ về chỗ này, xong là mới có đá nhiệt. Không là hiện tại thì nó cũng gần hết đáng rồi, đáng gần sắc hết rồi, cũng rất là ít. Đây ở ngoài này là cũng có một tí, nếu mà buổi sáng nay không mưa to ấy thì là bây giờ thì nó cũng hết, cũng gần hết rồi, nhưng mà lúc sáng mà mưa to quá thì tí nữa sánh về sẽ lại cào hết chỗ này về thu về tập trung ở trên gờ cái máy sắt này, thì là cho bà con nhiệt thì mới dễ, không đến thì nó xa thì nó bê từ tận dưới này lên mỗi người mang một cái về thôi, thì một viên đá về thôi thì nó cũng rất là chậm. Đấy thì là bây giờ hết thì là mai kia thì chắc là phải anh em phải thống nhất với nhau, thì xong là cho máy xúc lại tiếp tục đi làm thôi, vì máy xúc đi làm cũng lại có thiếu máy mà có thiếu cái máy mà nó trộn bê tông nữa, chở hai ngày một đá thì cũng phải làm luôn, sợ nó cũng mưa to với lại sợ nó cũng nước, bây giờ có mưa đá to sợ nó nước chảy về, xong là cho cả bộ đán đi thì rất là mất công mà rất là phí rất là nhiều ạ. Đấy thì hiện tại thì cứ chờ để bà này đang cào những cái bộ đám ở dưới bàn tay thì là rất là nhiều, thì phải cào hết cái cào và xúc tất cả những cái bộ đám ở dưới hết á, để cho nó không trục trặc và không rơi vào trong bàn tay này này, và để bảo vệ những cái bi máy nhiệt đá này. Đấy, trong này là rất là nhiều, trong này là phải có một cái xẻ. Hôm qua có một cái xẻ nhưng mà không biết ma xẻ đâu à.
phải có xẻ sú ra thì mới rẽ, mà cốt sú ra thì nó có một trong này cốt là không xúc, nó không, không tiện, phải có xẻ thôi. Đây đang chờ một lúc nữa để anh em lên đủ thì không mở máy thế là làm luôn.
nó xuống một xe để nó lù đi đó. Nó xuống một xe ô tô để nó chở đi đó, xong rồi bắt đầu kiếm sang bên này để đi xúc đi bia đá để sang bên này. Nó xuống một xe đi trước. Thank you.
Mọi người hiện tại thì hôm nay thì cũng cho xe nó cũng chở bột đá thì cũng được dưới kia cũng được ba đống bột và cách xa đây được một đống bột nữa thì được bốn đống bột thì là chắc khoảng lúc nãy xe nào chuyến là được được 6 xe nào đấy được 6 xe bây giờ thì xe đang chở chắc chở khoảng tập 2 xe hay là 3 xe nữa là chắc là hết giờ nghỉ thì là mai sẽ không mưa thì mai sẽ tiếp tục để chở thêm tục của tầm 2 3 ngày nữa để cho nó giải từ chỗ giữa này đi lên đấy trên nhà tính là như nào thì sẽ cho máy xúc nó sẽ xuống mà để anh ấy tiếp tục bật đổ bê tông thì hiện tại thì video của mình là xin phép được kết thúc video tại đây. Mọi người thấy video hay like và chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để còn nhận được những video mới nhất nhé. Xin chào hẹn gặp lại và chúc mọi người vào video tiếp theo ạ. Xin chào bye bye.